Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy lúc Chúa Giêsu còn đang nói thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn, nhưng người biệt phái ngạc nhiên nghĩ trong lòng rằng: tại sao người không rửa tay trước khi dùng bữa? Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: này các ông, những kẻ biệt, những người biệt phái, các ông lau rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cả cái bên ngoài chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem cái bên trong ra mà đố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, người Do Thái, trong cái đạo Do Thái của họ có một cái điều luật gọi là điều luật tinh sạch. Ví dụ, cái sự tinh sạch này nó được biểu lộ qua nhiều cách. Ví dụ, đi ra ngoài đường mà gặp thấy một cái người không phải là người Do Thái, tức là không phải đồng đạo của mình, thì tuyệt đối không bao giờ bắt tay. Hiện nay bây giờ quy tắc họ cũng như vậy, không bao giờ bắt tay. Họ cho là cái kẻ ngoại thì khi bắt tay nó truyền cái ô uế vào trong người. Đó là một, đó là cái cách gọi là luật tinh sạch. Rồi khi đi ra ngoài đường mà gặp thấy một người chết hay là một con vật gì nó chết là phải đi né xa ra ít nhất là 2 mét, kẻo là cái hơi của cái xác chết nó ảm vào người thì về nhà bị ô uế. Thí dụ vậy. Thế rồi khi ăn, thế chúng ta thấy khi ăn thì luật là trước khi ăn họ phải rửa tay. Thế thì anh chị em biết là đối với người Do Thái, ăn á, là họ ăn bốc, chứ họ không có dùng đũa hay là không có muỗng như chúng ta. Và nhiều đất nước Ả Rập hiện nay bây giờ họ ăn bốc. Thế khi ăn bốc thì đương nhiên là cái tay là đi đường có thể là chạm vào cái nọ kia, thì rửa tay là một phép vệ sinh. Nhưng mà người Do Thái lồng cho nó một cái ý nghĩa là khi anh rửa tay, anh dùng cái đồ ăn là anh nói lên rằng là anh ta ơn Chúa vì Chúa ban cho anh hoa màu của ruộng đất. Chúa ban cho anh những tài gọi là những cái lương thực này để mà anh ca ngợi Chúa. Thì cái điều đó là điều tốt, rất là tốt. Vậy như vậy là rửa tay để anh dùng cái của ăn Chúa ban cho một cách trân trọng là rất tốt. Nhưng mà trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói các ông làm, nghĩa là các ông biết rằng là luật đó là điều đó, là điều rửa tay là một điều tốt. Nhưng mà trong cái cách sống của các ông tham lam, gian ác và nhiều cái bất công. Vậy thì các ông phải nhớ cái bên ngoài các ông rửa như thế thì cái bên trong các ông phải tương hợp với lại cái bên ngoài ông rửa. Và điều này Chúa nhắc cho các họ đối với người Do Thái và Chúa cũng nhắc cho chúng ta nữa. Thì thứ nhất là đối với chúng ta biết rất là rõ và tâm hồn của chúng ta cũng biết rất là rõ rằng là cái điều này không được phép làm, bởi vì lương tâm của chúng ta dạy như vậy. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm, nghĩa là bên trong thì bảo không được nhưng bên ngoài thì cứ làm. Ông Thánh Phaolô cũng nói, điều tôi không muốn làm tôi lại cứ làm, và điều tôi không có được phép làm thì tôi lại cứ làm, hay điều tôi muốn làm tôi lại không làm. Nó ngược đời. Trong tâm hồn của chúng ta biết rõ điều đó là điều tốt, điều đó là điều xấu, chúng ta không được phép làm điều xấu và chúng ta phải làm điều tốt, thì điều tốt chúng ta không làm, điều xấu chúng ta lại cứ làm. Do đó đây là một cái sự ngược đời về cái bản tính con người của chúng ta. Cái điều thứ hai nữa mà điều nó rất là cơ bản đó là gì? Khi chúng ta làm những cái gì bên ngoài, hay là chẳng hạn như nó tốt đẹp bề ngoài, ta gọi là hình thức, thì ít nhất là cái hình thức đó, bây giờ tâm hồn chúng ta chưa có, thì chúng ta làm cái điều hình thức đó, thì bây giờ nó là cái cơ hội để chúng ta thanh luyện tâm hồn. Tôi nói một cái ví dụ về dễ hiểu. Anh chị em, thí dụ chẳng hạn như, anh chị em có một vài người nói với tôi thế này: thưa cha, con chưa có đi đến chỗ Đức Mẹ Tà Bao bao giờ. Chưa đi bao giờ, cứ nghe người ta nói thôi. Đây là lần đầu tiên người ta rủ con đi Đức Mẹ Tà Bao. Mà con nói thú thật với cha, trước đây con không có cảm được. Bây giờ con đến Đức Mẹ Tà Bao, leo lên trên núi rồi thấy người ta cầu nguyện, lòng con nó tự dưng nó thay đổi. Tức là khi họ trông thấy như vậy, cái bề ngoài như vậy, thì nó thôi thúc trong tâm hồn con người để họ có một cuộc hoán cải. Và nhiều người lắm, họ lần đầu tiên họ chưa có kinh nghiệm về cái hình thức ấy, cái bề ngoài đó, nhưng mà đi một cái cơ hội họ trông thấy vậy, thì đó là cái cơ hội để thay đổi
bên trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta gặp biết bao nhiêu điều bên ngoài, và có thể nói như vậy, ơn Thánh Chúa, biến cố này biến cố kia, chúng ta cứ trông thấy nó xảy ra mà cứ coi như nó trôi như là nước đổ đầu vịt, xảy ra xong rồi nó trôi đi mà chả bao giờ nó thôi thúc trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta sống một cuộc sống mới. Và cuộc sống của chúng ta nó cứ thăng trầm như vậy nên không có thay đổi trong tâm hồn. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy những cái bề ngoài để thôi thúc tâm hồn của chúng ta sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa. Và như thế chúng ta được Chúa gợi cho những cái dịp này dịp khác để chúng ta sẽ thay đổi hoán cải tâm hồn chúng ta mỗi ngày nên tốt đẹp hơn.